Trong các video trước, thầy hướng dẫn chúng ta về một số bài trong mã đề của vòng 8. Hôm nay thầy hướng dẫn nốt chúng ta các bài tập còn lại của mã đề vòng 8 thi cấp huyện năm học 2019-2020. Bây giờ thầy yêu cầu chúng ta lấy vở ô ly, giấy nháp, bút, thước kẻ cùng thầy đi vào một số bài tập. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài tập số 1. Điền số tiếp theo trong dãy số 1,1, 3,3, 9,9, 29,7. Như chúng ta đã biết, để điền được số vào dãy số, thầy trò chúng ta phải tìm ra được quy luật của dãy số đó. Như vậy dãy số này dễ dàng thầy trò chúng ta nhìn ra được ngay, kể từ số thứ hai trở đi thì số liền sau sẽ bằng số liền trước nhân với 3. 1,1 nhân 3 bằng 3,3. 3,3 nhân với 3 bằng 9,9. 9,9 nhân với 3 bằng 29,7. Vậy số cần tìm sẽ là 29,7 ta nhân với 3, và như vậy bằng 89,1. Chúng ta cùng nhau sang bài tập số 2. Để đánh số trang cho một cuốn sách bắt đầu từ trang 1, người ta phải dùng tất cả 396 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang sách? À, như vậy chúng ta đã biết rồi. Các trang sách được đánh gồm các loại số là số có một chữ số, số có hai chữ số, đấy, số có ba chữ số, số có bốn chữ số, vân vân. Đấy, như vậy đây là bài toán ngược. Chúng ta đã biết từ trang 1 đến trang 9. Trang 9 có số trang có một chữ số là. Như vậy chúng ta áp dụng bài toán dãy số cách đều 9 trừ 1 chia 1 cộng 1. Như vậy là các trang có một chữ số xếp thành dãy số cách đều 1. Trang lớn nhất là 9, trang nhỏ nhất là 1. Như vậy 9 trừ 1 bằng 8, 8 chia 1 bằng 8 cộng 1 và bằng như vậy 9 trang có một chữ số. Như vậy chúng ta tiếp tục có thể tìm tiếp cho thời gian từ trang 10 đến trang 99 có số trang có hai chữ số là. Như vậy chúng ta sẽ lấy 99 trừ đi 10 chia cho 1 cộng với 1 là như 99 trừ 10 bằng 89. 89 cộng 1 bằng 90 trang có hai chữ số. À, như vậy thì chúng ta sẽ tìm giúp cho thầy xem, vậy người ta đánh số trang từ 1 đến 99 đã dùng số chữ số là bao nhiêu. À, như vậy chúng ta có 9 trang có một chữ số, ta lấy 1 nhân với 9 cộng với 90 trang có hai chữ số, ta lấy 2 nhân với 90, và như vậy 1 nhân 9 9 2 9 18, vậy 189 chữ số. À, như vậy mà ở đây chúng ta thấy là hết 396 chữ số, và chúng ta sẽ tìm ra được là các chữ số còn lại để đánh số trang có 3 chữ số là. Lấy 396 trừ đi 189 và bằng 396 trừ 189 bằng 207 chữ số. Vậy bây giờ các em sẽ tìm cho thầy xem là 207 chữ số thì sẽ đánh được bao nhiêu trang có 3 chữ số. Ta lấy 200, mỗi trang hết 3 chữ số, vậy thì có 207 chữ số, ta lấy 207 chia cho 3. 20 chia 3 bằng 6, 63 18. Còn dư 2, 27 chia 3 bằng 10, 69. Như vậy đánh được 69 trang có 3 chữ số. À, như vậy nếu dùng đi 396 chữ số thì cuốn sách đó có số trang là 99 cộng với 69 và bằng 168 trang. Đấy, như vậy là đã giúp các em tìm ra được bài toán.
ta tìm ra được 168 trang. Chúng ta sang bài tập số 3. Tìm số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau có dạng 2, 3, A, 6, B. Chia hết cho 3 và 4 và chia cho 5 có số dư lớn nhất. Như vậy ở đây chúng ta thấy có 3 dấu hiệu. Chia hết đó là chia hết cho 3, chia hết cho 4, chia cho 5 có số dư lớn nhất. Đấy thì chia cho 5 có số dư lớn nhất là số dư bằng 4. Vậy muốn số 2, 3, A, 6, B chia cho 5 dư 4 thì B của chúng ta phải bằng 4 hoặc là 9. Đấy, phải là 4 hoặc 9. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, đồng thời vừa chia cho 5 dư 4 thì lại phải chia hết cho 4. Vậy dấu hiệu chia hết cho 4 là hai chữ số tận cùng làm thành số chia hết cho 4. Vậy thì ở đây hai số tận cùng chỉ có khả năng là 64 và 69. Vậy thì 69 không chia hết cho 4, ta có 64 chia hết cho 4. À, vậy suy ra B của chúng ta bằng 4. Vì số này chia hết cho 3 cho nên tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Vậy thì lúc này chúng ta đang có tổng cái số này là 2, 3, 5. 5 cộng với 6 là 11. 11 cộng với 4 là 15. 15, vậy A của chúng ta là giá trị lớn nhất. 15 chia hết cho 3 cho nên giá trị lớn nhất cộng vào cũng phải là số chia hết cho 3. Vậy ta thấy giá trị lớn nhất có thể là 9. Như vậy 9 cũng đảm bảo là khác nhau. Vậy cho nên ta chọn A bằng 9. Vậy số cần tìm là 2, 3, 9, 6, 4. Như vậy lại một lần nữa củng cố cho thầy cho chúng ta bài toán dấu hiệu chia hết. Sang đến bài 4. Lãi suất tiết kiệm là 0,68% một tháng. Bác Tâm gửi tiết kiệm 30 triệu đồng thì sau một tháng bác có bao nhiêu tiền gốc và lãi? À, như vậy bài này có rất nhiều cách làm. Cách thông thường mà thầy dạy chúng ta đó là sẽ tìm xem là bác ấy được sau một tháng bác được lãi bao nhiêu tiền. Đấy. Số tiền lãi mà bác Tâm thu về sau một tháng gửi là áp dụng bài toán số 2 của tỷ số phần trăm. Ta lấy 30 triệu chia cho 100 phần vốn nhân với 0,68 phần lãi và như vậy bằng 204.000 đồng. Như vậy gửi một tháng bác được lãi. Như vậy thì ta sẽ trả lời được là sau một tháng bác thu về cả vốn và lãi là ta lấy vốn của bác là 30 triệu cộng với lại tiền lãi là 204.000 đồng. Rồi bác thu về được 30 triệu 204.000 đồng. Vậy ngoài cách làm này ra thì thầy còn có hướng dẫn chúng ta cách thứ hai. Đó là tìm xem sau một tháng bác thu về được bao nhiêu phần trăm tiền cả vốn và lãi. À, như vậy sau một tháng bác thu về được số phần trăm tiền cả vốn và lãi là như vậy có 100% tiền vốn bỏ ra cộng với lãi là 0,68%. Vậy thì sau một tháng bác sẽ thu về là 100,68% tiền vốn. Vậy thì từ đây chúng ta lại cũng áp dụng bài toán số 2 của tỷ số phần trăm. Thầy cho chúng ta sẽ tìm được sau một tháng bác thu về được cả vốn và lãi là 30 triệu đồng chia cho 100 phần tiền vốn nhân với cả vốn và lãi là 100,68 phần và chúng ta cũng thu được bằng 30.204.000 đồng. Đấy, như vậy là chúng ta muốn làm theo cách nào cũng được. Như vậy bài toán số 3 đã giúp thầy cho chúng ta củng cố ở bài toán tìm giá trị phần trăm của một số. Các em đã hoàn thành tốt ở bài 4 này rồi. Thầy cho chúng ta sang bài tập số 5. Tìm x thì biết x thì nhân 0,75 cộng 2,4 chia cho 3,8 trừ 0,8 bằng 6,4. Thì thông thường thầy vẫn dạy chúng ta đó là trong biểu thức thì chúng ta nếu
trong biểu thức tìm x mà phép tính nào tìm được thì thầy trò chúng ta sẽ tìm. Và như vậy ở đây thầy sẽ viết gọn nó lại. Chúng ta quan sát thấy ở trong phân số này thì mẫu số là biểu thức có thể tính được, cho nên thầy sẽ tính. Vậy thầy sẽ giữ nguyên tử số. Lúc này viết dưới dạng phép chia cho dễ nhìn. 3,8 trừ 0,8 thì thầy sẽ là chia cho 3 và sẽ bằng 6,4. Vậy thì đến đây là dễ dàng rồi, các em sẽ tự làm. Như vậy chúng ta thấy sẽ coi cả biểu thức này là số bị chia thì 3 là số chia. Như vậy số bị chia sẽ bằng thương nhân với số chia. Và sau đó chúng ta bỏ ngoặc đơn ra thì x nhân 0,75 này lại đóng vai trò là số hạng. Số hạng và cái kết quả ta bị tìm được lại chuyển thành tổng. Vậy số hạng sẽ bằng tổng trừ đi số hạng đã biết. Và tương tự như vậy cuối cùng thì x lại chuyển trở thành là thừa số chưa biết. Thì vận dụng các em hoàn thành nốt cho thầy bài tập này. Và áp dụng các em cũng làm tiếp cho thầy bài tìm x số 6. Để chúng ta đây, đây là kết quả thầy để đây. Các em vận dụng và làm nhé. Bây giờ sang đến bài tập số 7. Hiệu hai số là 165. Số thứ nhất bằng 4 phần 9 số thứ hai, tìm tổng hai số. À, như vậy đọc lên cái thầy trò mình xác định ngay hiệu này, tỷ này. À, như vậy đây là bài toán hiệu tỷ. Như vậy khi trình bày vào vở các em sẽ giải cho thầy đúng theo kiểu bài toán hiệu tỷ, vẽ sơ đồ tìm số lớn tìm số bé rồi sau đó chúng ta tìm tổng hai số. Thế nhưng trong toán mạng để nhanh hơn thì thầy trò chúng ta thấy đối với hiệu tỷ thì bao giờ chúng ta tìm giá trị một phần. Vậy giá trị một phần ở đây chúng ta thấy nếu số thứ nhất là 4 phần thì số thứ hai là 9 phần. Vậy hiệu số phần bằng nhau sẽ là 5 phần. Vậy giá trị một phần sẽ là 165 mà chia cho 5. Như vậy tìm tổng hai số, tổng hai số ở đây sẽ có số phần bằng nhau là 4 cộng 9 là 13. Đây, như vậy là nếu mà nhẩm nhanh đối với toán mạng thì thầy sẽ lấy 165 mà chia cho mở ngoặc này 9 trừ 4 này. Đấy, rồi nhân với lại 9 cộng 4. Đấy, tìm tổng mà. Vậy là chúng ta sẽ tìm ra được ngay kết quả 429. Nhưng các bạn trình bày vào vở thì hoàn thành cho thầy theo đúng dạng toán cơ bản. Tìm ra số thứ nhất, số thứ hai rồi tìm tổng hai số được chưa? Thầy cho chúng ta sang bài số 8. Tổng hai số là 359. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải số bé, ta được số lớn. Tìm số lớn. À, như vậy ở đây cái hai số chúng ta cần tìm thì chúng ta đều chưa biết nó là số có mấy chữ số. Viết chữ số vào bên chữ số 7 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Như vậy chúng ta nhìn ra được ngay. Trong bài toán phân tích cấu tạo số thầy đã dạy chúng ta bài toán viết vào bên phải, viết vào bên trái rồi. Vậy ở đây trường hợp viết vào bên phải một chữ số thì số đó thay đổi như thế nào? Thì khi viết thêm một chữ số vào bên phải thì số đó gấp lên 10 lần và chữ số viết thêm vào. Có nghĩa là ở đây số lớn gấp số bé 10 lần và 7 đơn vị. Đấy, vậy thì muốn tìm số lớn thì chúng ta đưa về bài toán tổng tỷ thôi. À, như vậy chúng ta thấy 359 gồm có 11 phần bằng nhau, 10 phần số lớn và một phần số bé và thêm 7 đơn vị nữa. Đấy, vậy thì muốn tìm số lớn trong toán mạng thì thầy sẽ nhẩm nhanh. Đấy, 359 mà trừ đi 7. Rồi thầy chia cho tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau ở đây là 1 của số bé cộng với 10 của số lớn. Rồi thầy nhân với 10. Đấy, nhân với 10. Vậy đây là ra được 10 phần rồi. Đấy, còn biểu thức trước này là tìm được giá trị một phần nhân với 10 là ra 10 phần của số lớn nhưng không được quên cộng với 7. Và như vậy chúng ta tìm ra được kết quả là 327. Vậy khi trình bày vào vở các em cứ vẽ cho thầy sơ đồ tổng tỷ số lớn 10 phần và 7 đơn vị, số bé một phần và điền tổng vào, sau đó chúng ta tìm lần lượt và trả lời câu hỏi cho thầy nhé. Sang câu số 9. Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ, vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất, vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước? À, như vậy đây là bài toán công việc chung, công việc riêng rất rõ nét rồi. À, như vậy đối với công việc chung, công việc riêng thì muốn tìm được chảy ra sao nước đầy hồ thầy phải biết được 1 giờ, rút về đơn vị là 1 giờ, xem cả 3 vòi này chảy được mấy phần bể. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây mới cho thầy trò mình biết vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ.
Vậy thì thầy sẽ tìm được là 1 giờ. Rút về đơn vị 1 giờ vòi thứ nhất chảy được số phân bể nè. Ta lấy 1 chia cho 2 và bằng 1 phần 2 bể. Tương tự như vậy, vòi thứ hai có sức chảy bằng 1 phần 3 vòi thứ nhất. Như vậy thì 1 giờ vòi thứ hai chảy được cũng bằng 1 phần 3 vòi thứ nhất, chảy được số phần bể là như vậy. Ở đây sẽ là 1 phần 2 chia cho 3. Như vậy vòi thứ nhất chảy nhanh gấp 3 lần vòi thứ hai, cho nên thầy chia cho 3, vậy là bằng 1 phần 6 bể. Như vậy là 1 giờ thầy sẽ tìm được cả hai vòi, vòi 1 và vòi 2 chảy được số phần bể là, thầy sẽ lấy vòi 1 là 1 phần 2 đấy, cộng với vòi 2 là 1 phần 6. 1 phần 2 cộng 1 phần 6 sẽ bằng 1 với 6 chia 2 3, 3 1 4, 4 phần 6, vậy là bằng 2 phần 3 bể. Vòi thứ 3 tháo hết hồ nước trong 4 giờ, có nghĩa là vòi này chảy trong 4 giờ thì hết cả bể. Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem trong 1 giờ vòi này chảy được mấy phần bể. Vòi 3 chảy ra hết số phần bể này. Như vậy ta 1 chia cho 4 và bằng 1 phần 4 bể. Như vậy chúng ta chảy vào là 2 phần 3 lớn hơn 1 phần 4, cho nên là bể nước vẫn dâng lên. Vậy thì sau 1 giờ, cứ sau 1 giờ thì cả 3 vòi sẽ chảy được số phần bể là, thế lấy 2 phần 3 trừ đi 1 phần 4, 2 phần 3 trừ 1 phần 4, 5 phần 12 bể. Vậy thì thầy sẽ tìm xem là 3 vòi sẽ chảy đầy bể sau mấy giờ. 3 vòi sẽ chảy đầy bể sau số giờ là như vậy. 1 giờ thì được không ha? Vậy thì 3 vòi sẽ chảy đầy bể là 1 chia cho 5 phần 12 bằng 12 phần 5, thay đổi luôn xem nào. 12 5 bằng 2,4 giờ. 2,4 giờ. Như vậy 3 vòi sẽ chảy đầy bể sau 2,4 giờ. Nhưng bây giờ nó đã 2 phần 5 hồ đã, ở đây là hồ, thầy xin lỗi nhé, chúng ta sẽ đổi hết lại thành hồ cho thầy nhé. Như vậy là 2 phần 5 hồ đã có nước. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm cho thầy xem là, ở đây chúng ta đổi hết lại nhé, chảy được số phần hồ. Như vậy bao, vậy thì chúng ta sẽ tìm lại còn được số phần hồ chưa có nước là, như vậy là ở đây cho 2 phần 5 hồ đã có nước, vậy thì số phần hồ chưa có nước là trừ đi 2 phần 5 bằng 3 phần 5 của hồ
Vậy thì chúng ta biết rằng là cả đầy hồ là 5 phần thì chảy hết 2,4 giờ, bây giờ tìm có 3 phần thôi. Vậy ta lấy chảy đầy hồ. Người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau sẽ đầy là sẽ là lấy 2,4 mà chia cho 5 nhân với 3 và bằng 1,44 giờ. Như vậy bài toán số 9 đã củng cố cho các em dạng toán công việc chung, công việc riêng. Bây giờ chúng ta sang bài 10. Bài 10 thì quen thuộc ở dạng toán thứ nhất của tỷ số phần trăm, các em tự làm thầy cho đáp số. Bài 11, như vậy bài 11 này là giống cái bài hôm qua thầy đã hướng dẫn chúng ta, tổng của hai số là 14,5, nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần, gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số là 66,5, tìm số thứ nhất. À, như hôm qua thầy đã hướng dẫn chúng ta rồi. Như vậy nếu chúng ta đồng thời gấp cả hai số lên 3 lần, tức là tổng 3 lần tổng của hai số này chúng ta sẽ tìm được. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là 3 lần số thứ nhất và 5 lần số thứ hai hơn 3 lần tổng là 2 lần số thứ hai, cho nên chúng ta sẽ tìm được 2 lần số thứ hai và tìm ra số thứ hai, rồi ta lấy số thứ nhất chứ tổng hai số trừ số thứ hai thì ra số thứ nhất, cho ra số bằng 3, vận dụng vào để các em làm nhé. Đến bài 12, tuổi của Lan cách đây 2 năm bằng 1 phần 3 tuổi của Lan sau đây 4 năm, hỏi hiện nay Lan mấy tuổi. À, như vậy bài này chúng ta có ngay được rồi. Tuổi của Lan cách đây 2 năm, như vậy bằng 1 phần 3 tuổi của Lan sau đây 4 năm. Vậy chúng ta có hai thời điểm, cách đây 2 năm tức là trước đây 2 năm và sau đây 4 năm, ta có thời điểm sau đây 4 năm. Vậy thì khoảng cách từ 2 năm trước đến 4 năm sau sẽ là 6 6 năm. Như vậy lúc này chúng ta có cách đây 2 năm là 1 phần và sau đây 4 năm là 3 phần và hiệu là 6 năm, 6 năm tương ứng với 6 tuổi. Đấy, vậy thì tuổi của bạn ấy 2 năm trước là ta lấy 6 và chia cho hiệu số phần 3 trừ đi 1 bằng 2, rõ ràng 3. Như vậy là 3 tuổi. Vậy hiện nay bạn có số tuổi là 3 cộng 2 bằng 5 tuổi. Các em vẽ sơ đồ ra và hoàn thành cho thầy. Như vậy trước hết là chúng ta phải lý luận được là đấy, sau đây 4 năm thì tuổi Lan nhiều hơn trước đây 2 năm số tuổi là, à, như vậy ta có 2 cộng với 4 bằng 6 tuổi. Lúc này các em vẽ cho thầy sơ đồ ở hai thời điểm là tuổi Lan 2 năm trước là 1 phần và tuổi Lan 4 năm sau là 3 phần. Chúng ta giải theo bài toán hiệu tỷ và tìm ra cho thầy đáp số cuối cùng là 5 tuổi nhé. Rồi chúng ta sang bài 13. Bài này cũng có rất nhiều cách làm. Tìm một số chia cho 25 thì dư 2, chia cho 18 thì dư 3. Hai thương hơn kém nhau 5 đơn vị. À, như vậy là ở đây chúng ta, vậy thì nếu thầy coi thương trong phép chia cho 25 này là A đi, thì thương trong phép chia cho 18 sẽ là gì nào? Sẽ là A cộng với 5, bởi vì chia số chia bé hơn thì thương sẽ phải lớn hơn. Vậy thì lúc này thầy cho sẽ lập biểu thương. Như vậy số bị chia là không thay đổi, cho nên thầy sẽ có số bị chia trong chia cho 25 sẽ là A nhân với 25 cộng với 2. Số bị chia không thay đổi cho nên cũng bằng A cộng với 5, A cộng với 5 nhân với 18 và cộng với 3. Và như vậy chúng ta sẽ triển khai và giải quyết của bài toán này. Như vậy vế trái chúng ta giữ nguyên A nhân 25 cộng 2 sẽ bằng nhân một tổng với một số A nhân 18 cộng với 85 40 15 cộng với 90 cộng với 3. Và như vậy chúng ta sẽ cùng bớt
2 vế cho A nhân 18, vậy thì trên này còn A nhân với 7. Bớt đi cả 2 vế cho bằng 2 luôn đi. Vậy là bên kia sẽ còn đi 93 với 2 bằng 91. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm được A bằng 91 chia cho 7 và bằng 9 chia 7 được 1, 21, 13. Thầy tìm thương 13 đấy, từ đây các em sẽ tìm ra được, thay vào các em sẽ tìm ra được là số bị chia là đấy 13, có hai cách, nhân 25 thì cộng 2 hoặc 13 thì phải cộng 5 là 18, 18 nhân 18 cộng 3, cách nào chúng ta cũng ra được đáp số bằng 327. Em lưu ý cho thầy điểm này. Sang đến bài 14. Khi nhân một số thập phân với 43, một học sinh sơ suất đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng nên kết quả giảm đi 87,48. Tìm số thập phân đó. Đây là bài toán lớp 4, thầy hướng dẫn chúng ta rất nhiều về dạng này. Như vậy khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau thì không phải là nhân với 43 nữa. Đáng lẽ là nhân với 40. Đấy. Và ba đơn vị thì nhân thẳng cột thì có nghĩa là lúc này là nhân với 4 đơn vị và nhân với 3 đơn vị. Vậy tức là nhân với 7. Như vậy là thừa số thứ nhất bị giảm đi, lúc này là 43 mà trừ đi 7. 43 mà trừ đi 7 là còn đi 36. Như vậy giảm đi 36 lần thừa số nhân với 43. Vậy thì chúng ta lấy 87,48. 87,48 chia cho 36 bằng 2,43. Như vậy chúng ta sẽ tìm cho thầy số lần giảm đi. Vậy cách trình bày như thế nào thì thầy đã nói với chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta phải lý luận được là khi nhân với 43 mà đặt các tích riêng thẳng cột có nghĩa là không phải nhân với 43 mà là đã nhân với 4 cộng 3, tức là đã nhân với 7. Như vậy khi đó tích sẽ giảm đi số lần số thập phân là ta lấy 43 mà trừ đi 7 bằng 36 lần số thập phân. Vậy ứng với 36 lần của số thập phân sẽ là 87,48. Vậy số thập phân là lấy 87,48 ta chia cho 36. Các em sẽ là đến câu số 15. Tính giá trị của biểu thức. Như vậy các em cứ tính bình thường thì thầy không nhầm thì sẽ có một biểu thức ở ngoặc đơn có giá trị bằng 0 trên kết quả bằng 0. Cái này các em sẽ tự tính nhá. Sang đến bài 16. Mẹ sinh con lúc mẹ 24 tuổi, 4 năm nữa tuổi con bằng 2 phần 5 tuổi mẹ, tính tuổi con hiện nay. Như vậy bài này quen thuộc lắm rồi. Như vậy là mẹ sinh con lúc mẹ 24 tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 24 tuổi. Vậy 4 năm nữa thì mẹ cũng vẫn hơn con 24 tuổi. Vậy 4 năm nữa thì con 2 phần, mẹ 5 phần, hiệu là 3 phần. Vậy thì khi đó là một phần sẽ là 24 chia 3 bằng 8, 8 nhân 2 16, khi đó con 16 tuổi. Vậy thì 4 năm nữa con 16 tuổi, vậy hiện nay con 12 tuổi. Các em vẽ sơ đồ cho thầy từng thời điểm và tính ra nhé. Bài 16 dễ rồi. Sang bài 17. Một cửa hàng 3 ngày đầu bán được 25,8 tạ gạo, 2 ngày sau bán được 29,2 tạ gạo, hỏi trung bình mỗi ngày. Như vậy số hạng ở đây là ngày. Như vậy chúng ta thấy là đã bán trong mấy ngày thì ta chia cho số ngày, lấy tổng chia số ngày. Bài này các em tôi cũng tự làm. Sang bài 18. Tìm một số biết nếu giảm số đó đi 4 lần rồi cộng với 32,45 thì được 135,8. Đây cũng là bài toán giải từ cuối lên. Như vậy cộng với 32,45 thì được 135,8. Vậy thì trước khi cộng với 32,45 là bao nhiêu? Thì thầy cho chúng ta phải trừ nó đi. 135,8 trừ 32,45. Nếu giảm số đó đi, vì giảm đi mới được cái kết quả vừa rồi, cho nên bây giờ số ban đầu sẽ phải được gấp trở lại với 4 lần. Thầy cho lại nhân 4 thì các em sẽ làm được. Sang câu thứ 19. Một người bán hàng bị lỗ 70.000 đồng bằng 10% tiền vốn bỏ ra. Tìm tiền vốn. Bài này thì quen thôi. Bài toán số 3 của tỷ số phần trăm đây. Cho biết 70.000 đồng bằng 10% tiền vốn. Có nghĩa vốn là trăm phần thì lỗ là 10 phần. Vậy 70.000 ứng với 10 phần, tìm trong 100 phần. Vậy thì muốn tìm tiền vốn người đó thì cho mình sẽ lấy 70.000 chia 10 nhân 100. Sang đến bài 20. Cho nửa hình tròn H có đường kính là 8. Tính diện tích nửa hình tròn H. Muốn tính nửa hình tròn, ta cứ tính cả hình tròn đi. Vậy muốn tính hình tròn, diện tích hình tròn thì ta phải tìm bán kính. Rồi các em làm. Như vậy cũng không có gì. Chữ số 5 trong số thập phân có giá trị là. Cái này quen thuộc lắm rồi, các em sẽ tự trình bày. Bài 22. Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 1,8 dm, diện tích là 90 cm, tính chiều cao. Như vậy chúng ta quay trở lại một chút nào. Như vậy muốn tính chiều cao ta làm nào? Nhớ lại
À, như vậy công thức diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy này nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho hai, vậy thì chiều cao sẽ bằng hai lần diện tích chia cho tổng độ dài hai đáy. Vậy các em đổi ra rồi các em tính nhé, vận dụng công thức vào. Bài 23. Năm nay tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Như vậy năm nay tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Như vậy năm nay ông 5 phần, cháu 1 phần. 10 năm về trước tuổi cháu bằng 1 phần 12 tuổi ông. Tính tuổi cháu hiện nay. Đấy, 1 phần 13 tuổi ông. Như vậy chúng ta thấy ở trong bài toán này thì có hiệu số tuổi của hai ông cháu là không thay đổi. Vậy 5 năm trước hiện nay là tuổi cháu sẽ bằng 1 phần 6 tổng số tuổi của hai ông cháu. 1 phần 6 tổng số tuổi hai ông cháu. Và tuổi 10 năm về trước thì tuổi cháu sẽ bằng 1 phần 14. 1 phần 14 tuổi của ông và cháu. Như vậy là 10 tuổi sẽ ứng với lại là đi à. 1 phần 6 ông hiện nay là 75 tuổi và cháu là 15 tuổi. Đến bài 24. Một cửa hàng có 3,125 tạ gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24% số gạo. Ngày thứ hai bán được 32% số gạo. Hỏi cả hai ngày bán được thì bài toán này áp dụng bài toán số 2 là đơn giản rồi. Bài toán số 2 của tỷ số phần trăm đó là tìm phần trăm của một số. Như vậy ta tìm được ngày thứ nhất bán bao nhiêu, ngày thứ hai bán được bao nhiêu rồi ta cộng lại. Ngoài cách làm đó thì chúng ta còn có cách làm thứ hai, đó là tìm xem hai ngày bán được bao nhiêu phần trăm số gạo. Rồi chúng ta đổi từ số phần trăm số gạo đó ra được số gạo của hai ngày đã bán. Tùy các em chọn cách nào cũng được. Các em tự trình bày. Bài 25. 2 năm nữa tổng số tuổi hai mẹ con là 54 tuổi. Hỏi mẹ sinh con năm mẹ bao nhiêu tuổi? Biết hiện nay tuổi con bằng 1 phần 4 tuổi mẹ. À, như vậy ta có tỷ số hiện nay là 1 phần 4. Có tổng của 2 năm nữa là 54. Chúng ta biết mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi, cho nên 1 năm hai mẹ con thêm 2 tuổi. Vậy 2 năm nữa hai mẹ con sẽ thêm là 2 x 2 bằng 4 tuổi. Vậy suy ra tuổi hai mẹ con hiện nay là 54 trừ đi 4 và bằng 50 tuổi. Vậy lúc này thầy trò mình sẽ vẽ sơ đồ thôi. Tuổi con là 1 phần, tuổi mẹ là 4 phần, tổng là 50 tuổi. Như vậy tuổi con hiện nay là 50 chia cho 1 cộng 4 là 5 bằng 10 tuổi. Đấy, 10 tuổi. Vậy thì mẹ sinh con trên năm đó mẹ 40 tuổi. Ở 10 tuổi, vậy thì khi đó là mẹ là 40 tuổi. Vậy mẹ sinh con vào năm là 40 trừ đi 10 là mẹ sinh con là năm mẹ 30 tuổi. Em trình bày nhé. Bài 26. Một giá sách có 2 ngăn chứa tất cả 120 cuốn sách. Nếu chuyển 12 cuốn sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số cuốn sách ở ngăn dưới bằng 5 phần 3 số sách ở ngăn trên. Tìm số sách ở ngăn dưới. Như vậy bài toán này thầy dạy nhiều rồi. Sau khi chuyển đi chuyển lại thì tổng vẫn không thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ vẽ sơ đồ cho thầy nút sau. Ngăn dưới là 5 phần. 5 phần đó là nút ngăn chuyển 12 cuốn sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Tức là ngăn dưới được cộng 12 quyển thì bằng 5 phần. Và ngăn trên sẽ là trừ đi 12 quyển thì bằng 3 phần. Ừ, đó các em đưa về bài toán tổng tỷ, các em giải ra cho thầy và tìm ra được đáp số. Đến bài 27, tìm một số thập phân, biết lấy số đó cộng với 1,05, sau đó nhân với 2,4 rồi trừ đi 6,9, cuối cùng chia cho 0,9 thì được kết quả là 8,2. Bài này giải từ cuối lên, các em lập luận và tìm ra được. Bài 28. Hiệu hai số bằng 1 phần 5 số bé, tìm số lớn, biết tổng hai số là như vậy. Hiệu hai số bằng 1 phần 5 số bé. Vậy ở đây có nghĩa là hiệu là 1 phần thì số bé là 5 phần.
Vậy thì chúng ta đã tìm được số phần cho số lớn không? À, số lớn tức là tổng tổng bằng hiệu cộng số bé. Vậy suy ra số lớn là 6 phần. Vậy lúc này thầy trò mình sẽ vẽ sơ đồ tổng tỉ số lớn 6 phần, số bé 5 phần. Và từ đó chúng ta giải bài toán tổng tỉ tìm ra được kết quả. Bài 29. Trong quý 3, một cửa hàng đã bán vải cô tông bằng 5 phần 7 số vải lụa và ít hơn số vải lụa. Đọc đến đây cái thầy trò mình biết ngay là hiệu tỉ, các em vận dụng tự làm. Bài 30. Tìm số thập phân bé nhất viết bằng 10 chữ số khác nhau. Vậy 10 chữ số khác nhau là những chữ số nào? Nó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy muốn một số thập phân bé nhất thì cần điều kiện gì? Thì phần nguyên của nó phải bé nhất. Vậy phần nguyên của nó bé nhất ở đây phải là bao nhiêu? Phải là 0. Vậy thì phần 10%, phần nghìn, vân vân. Phải có giá trị như thế nào? À, phải có giá trị cũng giảm dần. Đấy. Hàng phần 10 phải là bé nhất. Xong đến hàng phần trăm lại bé. Và hàng phần nghìn lại bé. Cứ vân vân như vậy. Và chúng ta sẽ biết được số đó. Các em tự làm. Bài 31. Một người bán gạo với mỗi kg gạo, người đó được lãi 20% theo giá bán. Hỏi, với mỗi kg gạo, người đó được lãi bao nhiêu phần trăm theo giá mua? Như vậy ở đây giá bán thì thầy trò chúng ta cũng đã phân tích rồi. Giá bán thì bằng giá mua cộng với lãi. Như vậy ở đây với 1 kg gạo, người đó lãi 20% giá bán. Vậy giá bán là 100 phần thì lãi là 20 phần. Vậy suy ra giá mua sẽ là 80 phần. Đấy, vậy thì với mỗi kg gạo, người đó được lãi số phần trăm giá mua là 20 chia cho 80. Đấy, và chúng ta tìm ra bằng 25 phần. Đấy, như vậy là hôm nay thầy đã hướng dẫn nốt chúng ta các bài tập ở trong mã đề của vòng 8, vòng thi cấp huyện. Các em cố gắng tranh thủ thời gian Covid hoàn thành bài cho thầy. Chỗ nào còn khó khăn chưa hiểu thì nhắn tin trên Zalo, thầy tiếp tục giải thích với chúng ta. Như vậy video đến đây là hết. Chúc các em thành công.